Thưa quý vị, hơn 2 năm sau ngày mất của người chiến sĩ quốc tế, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập, cuốn hồi ký của ông đã được dịch và xuất bản bằng tiếng Việt với tựa đề Việt Nam, quê hương thứ hai của tôi. Buổi giới thiệu cuốn sách đã được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tổ chức ngày 17 tháng 10 tại Athens, Hy Lạp. Việt Nam quê hương thứ hai của tôi là cuốn hồi ký tập hợp những tư liệu, lời kể và hồi ức giúp khắc họa cuộc đời đặc biệt của ông Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập, một người Hy Lạp nhưng mang trái tim và tâm hồn Việt Nam. Theo tiếng gọi của chính nghĩa, ông đã tình nguyện sát cánh cùng nhân dân Việt Nam chiến đấu chống Pháp và khi trở về Hy Lạp vẫn yêu thương gắn bó với Việt Nam đến hết cuộc đời. Ông là người nước ngoài đầu tiên và duy nhất cho đến nay được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Tôi đã rất may mắn và vinh dự được là người chắp bút cho cuốn hồi ký của ông Kostas. Trong cuốn sách này, người đọc sẽ được hiểu thêm về từng dấu mốc quan trọng trong cuộc đời ông, hiểu hơn về lịch sử cuộc chiến đấu chống Pháp của nhân dân Việt Nam. Và hơn tất cả là lý tưởng và tình yêu đặc biệt mà ông dành cho Việt Nam. Việc cuốn sách này được dịch và xuất bản bằng tiếng Việt thực sự có ý nghĩa rất lớn. Tôi tin là ông Kostas sẽ rất vui vì điều này. Tại buổi giới thiệu sách, bên cạnh đại diện của Đảng Cộng sản Hy Lạp và nhiều bạn bè quốc tế, còn có sự hiện diện của ba người con gái mang hai dòng máu Hy Việt của anh hùng Kostas Nguyễn Văn Lập. Họ không giấu được niềm vui và sự xúc động. Hôm nay là một ngày rất vui đối với các chị em chúng tôi. Chúng tôi rất tự hào, vinh dự người Việt Nam sẽ luôn nhớ đến bố mình là một chiến sĩ quốc tế đã hy sinh để chiến đấu Việt Nam, sẽ ở lại được trong lịch sử Việt Nam. Sau khi ông Kostas Nguyễn Văn Lập qua đời vào năm 2021, tâm nguyện của ông là được an nghỉ trên quê hương Việt Nam đã được thực hiện. Việc cuốn hồi ký được dịch và xuất bản bằng tiếng Việt có ý nghĩa như là một sự tri ân đối với người anh hùng trọn đời gắn bó với Việt Nam, đồng thời góp phần vun đắp và củng cố quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Hy Lạp.